vậy thôi. Nói sớm này là công an đồ ở nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn bị mất cấp chứ không phải không đâu. Sớm này thì không có. Vâng. Ừ. Thành phần mà nghiện hút, nghiện ngập là không có. Dân ở đây là dân ở đây là lành. An Dương thì tốt rồi. Ôi, An Dương quá tuyệt vời nhỉ. Du lịch khí hậu tốt, gần biển. Chở ra tàu, ra xe gần biển. Xin kính chào quý anh chị đã đến với kênh Trang Nhà Phố. Hiện tại em đang có mặt trên hẻm 31 của con đường biệt thự. Đây, phía sau lưng em đây là đường biệt thự nhà quý anh chị. Và hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị một ngôi nhà rất là đẹp. Một ngôi nhà 3 tầng nằm tại cái vị trí này. Và từ vị trí này đi ra ngoài biển Trần Phú rất là gần nhà quý anh chị. Chỉ khoảng 100m và chúng ta có thể đi ra cung đường biệt thự và đi ra ngoài biển. Đây là ngôi nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị. Một trệt 2 lầu và có tổng cộng là 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh và không gian bên trong thì rất là đẹp luôn. Và hiện tại chủ nhà đang rao với giá là 9,9 tỷ cho một ngôi nhà 93m², có chiều ngang là 4,5m và dài 20m. Bây giờ em mời quý anh chị cùng theo chân em đi vào bên trong tìm hiểu nhé. Ở ngôi nhà này thì có một không gian phía trước chúng ta có thể để xe đạp hoặc là xe máy. Xe ô tô thì chúng ta sẽ phải để phía bên ngoài nha quý anh chị. Và tiếp theo đây là không gian của phòng khách. Một cái không gian nhìn khá là đơn giản. Và hiện tại thì chủ đang để những cái trang thiết bị cũng là khá là đơn giản thôi. Mời quý anh chị về có thể tân trang sửa sang lại nha quý anh chị. Hiện tại thì khu vực này đang để xe và để giày dép. Và khu vực này là đang để một bộ ba sofa nhìn khá là gọn và đẹp mắt. Tiếp theo là khu vực phía bên trong. Bên trong này có một cái giá sách rất là ngăn nắp phải không ạ? Khu vực cầu thang. Và phía bên trong này sẽ là không gian của phòng bếp nha quý anh chị. Rất là rộng rãi phải không ạ? Ngôi nhà có diện tích là 93m² và với chiều ngang là 4,5m thì làm cho ngôi nhà cảm giác là với cái chiều ngang 4,5m cũng khá là rộng rồi phải không ạ? Và chiều dài là 20m. Ngôi nhà thì có hướng Tây Nam nha quý anh chị. Và bên trong thì bao gồm có 4 phòng ngủ, có 4 nhà vệ sinh và phòng khách, phòng bếp, phòng thờ là đầy đủ công năng luôn nha quý anh chị. Đây, quý anh chị cùng ngắm nhìn lại không gian của phòng bếp rất là rộng phải không ạ? Một bộ bàn ăn để phía bên này đây. Ngôi nhà này thì được chủ nhà xây dựng cách đây cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà chủ rất là dè giữ ngôi nhà này. Đây quý anh chị có thể nhìn thấy trong ngôi nhà các cái khe, các cái ngóc ngách là đều được lau chùi, gìn giữ rất là cẩn thận luôn nha quý chị. Như quý chị có thể nhìn thấy cái bậc cầu thang này đã, ngôi nhà đã được xây dựng khá là lâu rồi nhưng nhìn bậc cầu thang vẫn còn sáng bóng luôn nha quý chị. Và các cái góc cạnh của ngôi nhà đều không có bụi luôn nha quý chị. Chủ nhà dè giữ ngôi nhà rất là cẩn thận luôn ạ. Ngôi nhà rất là vững chắc luôn, nằm ở khu phố Tây của thành phố Nha Trang. Một ngôi nhà đã được xây dựng khá là lâu rồi. Theo như trên sổ sách thì là từ 2003 và đến năm hiện tại là 2023, tức là đã 20 năm rồi. Nhưng mà khi đi vào ngôi nhà thì không ai nghĩ là ngôi nhà này đã xây dựng 20 năm rồi đâu nha quý anh chị. Ngôi nhà được chủ nhà gìn giữ rất là mới luôn. Vâng, và đây là không gian của một phòng ngủ phía bên trên tầng. Do hiện tại chủ nhà đang sử dụng các cái phòng khác nên là em sẽ chỉ quay đại diện một vài phòng cho quý anh chị có thể cảm nhận được cái không gian phía bên trong phòng như thế nào nha quý anh chị. Mỗi một phòng thì đều được thiết kế đầy đủ các cái giường tủ rồi các cái kệ đầy đủ rồi nha quý anh chị. Tiếp theo đây là một khu vực phía bên phòng trên này và có một nhà vệ sinh. Phía bên trong nhà vệ sinh thì có một bồn tắm rất là đẹp và sạch sẽ, rất là rộng rãi và sạch sẽ luôn nha quý anh chị. Đây quý anh chị có thể nhìn thấy nhà tắm rất là sạch luôn ạ. Chủ nhà gìn giữ rất cẩn thận luôn nha quý anh chị. Vâng, tiếp theo đây là không gian phòng ngủ phía bên trong, phía đằng sau. Phía mặt kia là mặt trước nhà, còn đây là mặt sau nhà nha quý anh chị. Đều rất là thông thoáng và đầy đủ công năng. Căn phòng khá là gọn gàng và ngăn nắp luôn nha quý anh chị. Đâu ra đó hết ạ. Đó, nhìn rất là thông thoáng phải không ạ? Giếng trời phía trước cũng rất là rộng luôn. Cảm giác ngôi nhà rất là thông thoáng, cao ráo, vững chắc luôn ạ. Và đây là hình sổ đỏ của ngôi nhà này nha quý anh chị. Được cấp năm 2003. Thì sổ đỏ này cũng là cũ rồi, không phải sổ mới nha quý anh chị. Do là không có nhu cầu là bán lại nên là chủ cũng không làm ra sổ mới, mà hiện tại vẫn là đang giữ cái phôi sổ cũ.
nhưng mà vẫn có thể làm ký kết mà mọi thứ là vẫn ok hết mọi thứ nha quý anh chị. Và diện tích xây dựng của ngôi nhà này là 64,45 m² và tổng diện tích của mảnh đất là 92,1 m². Và tiếp theo đây là sơ đồ của ngôi nhà nha quý anh chị. Sổ sách mọi thứ là đều đã là ok rồi phải không ạ? Và bây giờ thì em sẽ phỏng vấn một vài người hàng xóm bên cạnh nhà cho quý anh chị có thể nắm rõ được tình hình phía bên cạnh nhà ngôi nhà nha. Như vậy thôi, nó sớm này là công an vừa ở nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn bị mất cấp chứ không phải không đâu. Đúng rồi, thực ra phố không tránh không được đâu. Mình giữ ở đối diện nhà nha, đó cái chủ nhà đã đối diện á. Cái nhà nó có cái cổng như vậy. Cái bộ bàn ghế nó để đây, nó để điện thoại đây, hai chồng ở trong nhà chạy qua sự điện thoại nhắn. Thì đúng rồi, thực ra là gọi là đỡ hơn thôi, chứ còn nếu mà nói là 100% thì chắc là không có. Những miệng đồ lại ở xóm này coi như không có. Ở đâu họ đến á, thì tạo lao như vậy. Chứ còn thực tế ở xóm này thì không có. Vâng. Thành phần mà miệng ngút, miệng lập là không có. Dân ở đây là... dân ở đây á. Dân ở đây là dân ở đây thì... lành. Toàn còn là cán bộ. Về hưu. Toàn cán bộ về hưu hết. Có một số thì thằng Tây nó thuê nó ở đấy, nên xem lẫn như đấy thì mình... Tây ở cả có vấn đề gì. Vâng. Nói chung là các tệ nạn xã hội thì hạn chế. Vâng. Thế khu vực này có ồn ào không chú? Buổi tối á? Tại vì cháu thấy nó cũng gần biển ấy, khách du lịch á. Thử lên buổi tối xem chỗ này nó vắng. À. Chứ không phải là khách du lịch là họ chơi vời thâu đêm luôn à? À. Nó hết thời đấy rồi á? Trước dịch rồi. À. Giờ sau thì được các anh. Vâng. Còn lại là như chú thấy ở khu vực này mà đi lại các cái tiện ích xung quanh, ví dụ như trường học hay là đi chợ thì có gần không chú? Chợ thì đi được khoảng hơn cây số. À, ra cái chợ nào hả chú? Chợ Sông Mới. À, chợ Sông Mới trên kia hả? À. Còn lại trường học của cháu thấy xung quanh đây nhiều trường học lắm nhỉ? Ở xung quanh như trường học quanh quanh như thế, nó cũng quanh khu vực chợ, trường cấp 1, cấp 2 đều là đấy. Ba nó cũng gần thôi, đi lên trên trường, trường Thái Nguyên đây nó cũng gần. À. Đây là trung tâm rồi đó. Bệnh viện cũng gần, xung quanh đây là 3-4 cái bệnh viện. 3-4 cái bệnh viện luôn, tha hồ, có vị. Bệnh viện đúng rồi. Dịch như kia thì bệnh viện quốc tế. Ừ, kia 5 phút. Bên kia thì bệnh viện tỉnh nhá. Từ đây mà ra biển chắc chỉ 300-400 m thôi hả chú nhỉ? Thế thôi. Ừ. Ra biển 400 m. Đi bộ 5 phút. Cô chú bảo đây chắc là đi tắm biển, buổi sáng tắm biển thường xuyên nhỉ? Đúng rồi. Tại vì tao thấy bảo là tắm biển buổi sáng tốt cho sức khỏe lắm ấy, đặc biệt là những người lớn tuổi á. Tốt cho xương khớp. Là 5 giờ sáng là đi bộ ra biển tắm. À, gọi là rủ nhau đi hết luôn. Đó. Vui chứ, vậy thì vui quá. Vậy là về đây là kiểu mấy người lớn tuổi á, ở đây á, là buổi tối. Mà An Dương thì tốt rồi. Ôi, An Dương quá tuyệt vời nhỉ. Du lịch khí hậu tốt, gần biển. Ừ. Chợ ra tàu, ra xe cũng gần tiện. Đúng rồi, đi lại các thứ đều thuận lợi luôn, mà trung tâm của thành phố tàu luôn. Tàu thì vào mình cũng gần, để con đi học cũng gần, đi chợ cũng gần. Thấy đây là một vị trí quá đẹp rồi. Mua được các trung tâm. Ở đây mà nghỉ dưỡng, ăn dưỡng tuổi già là quá tuyệt vời. Rẻ là cháu cháu vừa mới lượn thử vào bên trong đấy, công nhận là hiện tại ban ngày vậy nhưng mà thấy yên tĩnh lắm, không có cái gì ồn ào hết cả ấy. Nhiều khi như kiểu là mình sợ như kiểu hàng xóm hát karaoke làm ầm mình như nào á, nhưng mà ở đây chắc là khởi giống kiểu ở khu xóm văn minh á, người ta giữ cho cả nhà mọi người á. Sớm là cử lên hưu không ạ? Đa số là cán bộ về hưu, nên là cái số nhân tính thì nào không có những kinh doanh phức tạp căn này. Ngoài này thì thế quanh đây chỉ có một hai quán cà phê phía cốc, còn là khách sạn này. Đấy, ăn uống đấy, nhìn bên kia cũng là ăn. Vâng, vừa rồi là những lời chia sẻ rất là thực tế của cả những cái người hàng xóm chia sẻ về những cái thông tin, những cái gọi là không gian sống xung quanh, những cái vấn đề đang liên quan tới cái khu vực của ngôi nhà này. Quý anh chị mà quan tâm đến ngôi nhà này thì hãy liên hệ cho em Trang theo số điện thoại em để trên màn hình nha. Em sẽ kết nối quý anh chị gặp trực tiếp với chủ nhà để có thể tiến hành và có thể thương lượng giá. Riêng về phần giá cả, em sẽ không làm giá, em không kê giá và em sẽ không nằm trong giá nha quý anh chị. Về phần giá cả, quý anh chị cứ làm việc trực tiếp với chủ nhà. Còn phần em Trang là sẽ gọi là bên lo hồ sơ giấy tờ hoàn chỉnh cho quý anh chị nha. Vâng, đây quý anh chị có thể ngắm nhìn lại cái không gian phía bên ngoài ngôi nhà và cái
Con đường trước nhà ô tô có thể ra vào đậu đỗ thoải mái luôn nha quý anh chị. Và bây giờ em sẽ lên xe đi ra ngoài đường cho quý anh chị thấy từ mỗi vị trí ngôi nhà đi ra ngoài biển gần như thế nào nha quý anh chị. Vâng, và với cái ngôi nhà này thì có thể là sẽ phù hợp hoặc là chưa phù hợp với một số quý anh chị đang xem video, thì xin quý anh chị hãy cứ liên hệ cho em Trang, cho em biết được nhu cầu của quý anh chị đang là gì, với tầm tài chính đang là bao nhiêu và cần tìm nhà ở khu vực nào, thì em sẽ tìm những cái sản phẩm phù hợp nhất để gửi tới quý anh chị ạ. Vâng, chúng ta chỉ cần đi một đoạn tầm khoảng 100 mét là chúng ta đã ra đến cái con đường biệt thự phía trước mặt quý anh chị đây. Khu vực này thì rất là gần với doanh trại quân đội đấy, phía bên tay trái ạ. Quý anh chị có thể nhìn thấy, đứng đây có thể nhìn thấy ra cách đây chỉ tầm khoảng 50 mét thôi. Vì thế nên là khu vực này rất là an ninh, rất là an toàn luôn nha quý anh chị. Quý anh chị về đây không phải lo lắng gì cả. Như lúc nãy bác hàng xóm đã chia sẻ rồi, khu vực này toàn là cán bộ về hưu, khu dân cư yên tĩnh, mặc dù là cũng có những cái khách Tây, khu vực này có những cái khách Tây thuê nhưng mà cũng không vấn đề gì cả, họ cũng sống rất là văn minh luôn. Nếu mà giả sử mà có trộm cắp gì đó xảy ra thì là chỉ ở người nơi khác đến, và chúng ta cần phải cẩn thận và phòng tránh vấn đề này thì sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Nói chung là cái tình trạng trộm cắp thì rất là hiếm gặp, ít, rất ít luôn ạ. Vâng, đây là cái ngã tư giao với con đường Nguyễn Thiện Thuật nha quý anh chị. Và con đường biệt thự này chúng ta chỉ cần chạy thẳng là có thể ra đến biển rồi. Như lời bác hàng xóm lúc nãy chia sẻ thì hàng sáng, cứ 5 giờ sáng mỗi ngày là sẽ có những cái gọi là một đội tập hợp tất cả các cô bác lớn tuổi cùng nhau đi bộ ra tắm biển, cùng nói chuyện, chuyện trò rôm rả rất là vui vẻ luôn. Và sau đó, khi tắm biển xong lại rủ nhau đi về. Thật sự là khi mà sống ở khu vực này thì sẽ rất là một không gian sống vô cùng là tuyệt vời cho quý anh chị mà muốn về đây nghỉ dưỡng nha quý anh chị. Vâng, quý anh chị quan tâm đến cái ngôi nhà này thì xin hãy cứ liên hệ cho em Trang nha. Em sẽ giúp quý anh chị kết nối trực tiếp với chủ nhà để có thể làm việc ạ. Đây, quý anh chị có thể nhìn thấy con đường phía trước là biển rồi ạ. Phía trước đó chính là con đường Trần Phú. Đấy nha quý anh chị. Đó. Xung quanh đây là các cửa hàng, các quán xá rất là đông, khu vực này tập trung rất là nhiều khách du lịch luôn. Đó, đã ra đến được cầu Trần Phú, là đường Trần Phú rồi nha quý anh chị. Và quý anh chị quan tâm đến ngôi nhà này thì hãy cứ liên hệ cho em Trang nha. Em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở trong những video tiếp theo nha.